Em Nghĩa xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với video tiếp theo từ kênh YouTube của em. Hôm nay em Nghĩa xin giới thiệu đến toàn thể các bác một căn nhà sàn gỗ ba gian. Hai gian hai trái nhưng mà một gian hai trái nhưng mà hai cái trái hai cái hồi nó cũng bằng gian giữa, cho nên em Nghĩa cái mảnh gian gọi là nhà sàn ba gian. Tèo nữa em Nghĩa sẽ giới thiệu chi tiết các thông số kỹ thuật của căn nhà này. Thì kính thưa các bác, thì nếu các bác nào lần đầu tiên đến với kênh của em Nghĩa thì đừng quên đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi các cái video tiếp theo từ kênh YouTube của em. Em Nghĩa vẫn nhận tìm nhà sàn gỗ 2 tầng này. Đấy, nhà gỗ trệt cho các bác tùy theo mức giá. Nhà gỗ trệt thì em Nghĩa có mức giá tầm 60 đến 90 triệu, 95 dưới, nói chung là từ 60 đến dưới 100 triệu, hoặc là phân khúc thứ hai là từ 100 triệu đến 200 triệu cũng có. Rồi phân khúc nhiều tiền hơn nữa, nhà sàn cũng vậy. Tuy nhiên thì ở nhà sàn ở vùng của em Nghĩa thì không có nhà sàn giá rẻ các bác nhé. Nhà sàn giá rẻ thì chất lượng gỗ nó không tốt, và em Nghĩa thì cũng không muốn là giới thiệu cho các bác những căn nhà nó quá rẻ mà chất lượng nó không đảm bảo á. Thì chẳng khác gì là tự sát cả các bác. Tự sát là gì, các bác là mua về là sẽ không dùng được. Em Nghĩa như vậy là cũng mất uy tín. Đó. Một lần làm một lần khó, các bác cố gắng nhon thêm một chút kinh phí làm cho chắc chắn. Còn nếu các bác thực sự muốn nhà giá rẻ thì em Nghĩa sẽ giới thiệu các bác đến với những căn nhà giá rẻ ở vùng Hòa Bình nhé. Vùng Hòa Bình, nhà giá rẻ ngoài kia thì nó sẽ thấp hơn, nhỏ hơn và chất liệu gỗ của nó cũng kém hơn một chút. Rồi rui me của nó thì là bằng tre, giống như cái series mà em Nghĩa đã giới thiệu đến các bác ấy. Em Nghĩa vẫn nhận tìm nhà rồi cung cấp đá tảng kê cột, chân cột cho các bác nhé. Tùy theo mức giá, gọi là chủng loại kích thước. Yêu theo yêu cầu của các bác thì em Nghĩa sẽ báo giá cho các bác. Liên hệ với em Nghĩa theo số điện thoại 0833 281 888. Kính thưa các bác, thì hôm nay là trở lại với chủ đề chính, thì em Nghĩa xin giới thiệu đến các bác căn nhà gỗ sàn, nhà sàn gỗ đây, một sàn hai trái, nhưng mà em Nghĩa gọi là nhà sàn ba gian đây, bởi vì là nó bằng nhau các bác, nó tương đối đều. Ở tầng dưới người ta cũng thưng vản, thưng cửa xung quanh hết nha các bác nhá. Căn nhà chủ yếu là gỗ tấu, bổ khung là gỗ tấu, gỗ sến tấu nha các bác nhá. Đó. Cửa thưng xung quanh là rổi, cửa rổi. Cột thì hơi bẻ các bác, cột là vánh là 70. Đó, căn nhà này là cửa bằng rổi và xung quanh cũng thưng bằng gỗ rổi hết nha các bác nhá. Đó, bổ cột thì là sến tấu. Mỗi gian của ngôi nhà rộng 3m3 các bạn, 3m3 chiều rộng, chiều dài của mỗi gian là 3m3, tổng 3 gian của ngôi nhà là 10m các bạn nhé. Còn chiều rộng của ngôi nhà là 7m các bạn nhé, 7m. Ván sàn của ngôi nhà thì là vàng tâm, gỗ vàng tâm, dày 4 phân các bạn. Cửa phải vách là gỗ rội, dày 3-4 phần, rất là dày dặn. Hiện trạng ngôi nhà còn rất là tốt, chưa thấy có hiện tượng mối mọt các bác nhé. Chưa có hiện tượng mối mọt. Rồi, mà đằng sau thì người ta thân chưa đẹp lắm, nhưng mà gỗ thì rất là ok rồi. Đấy, mời các bác là theo dõi xem hiện trạng căn nhà. Cột thì vánh có 70 thôi các bạn, cột vánh hơi nhỏ nhưng mà gỗ thì tốt, không nứt, không có hiện tượng nứt nẻ các bạn nhé. Nhà nhỏ nhỏ, nếu như căn này mà giá nó vừa phải thì em nghĩ là nó hợp lý hơn. Gỗ thì tốt nhưng mà cột thì là nhỏ, mà cái mã làm thì cũng gọi là khá thôi chứ gọi là đẹp. Ngôi nhà này người ta đòi gần 1 tỷ, em nghĩ thấy giá nó cao quá. Này khoảng tầm 500-600 thì là vừa. Về mình làm lại là đánh tra lại rồi sơn lại rồi ghép lại ván vách xung quanh ấy, thì nó rơi vào tầm 800-900 là vừa. Cái nhà này mà cái giá cao quá thì về
Thứ nhất là cái giá cao, rồi tiền hoàn thiện nó cũng phải 50 vài trăm nữa các bác ạ. Đó. Thảo dỡ vận chuyển lắp dừng lại nó cũng cả một cái khoản kinh phí chứ không phải dễ đâu mà ráp lại toàn bộ các bác. Người ta làm mỗi nhà là mỗi kiểu chứ không phải là không phải giống như một cái xe hay là một cái nhà làm sẵn mà theo bản vẽ thì mình có thể lắp ghép lại một cách dễ dàng được. Mỗi nhà có một cái kiểu khác nhau. Đó. Rồi các bác nghe giá của chủ nhà phát. Có ngồi chỉ gọi là không tên tuổi hết. Hân đông với đi vô em ạ. Dạ. Sến táu, cột chủ yếu là sến đúng không? Còn bản vách với cửa ngõ các thứ là dội. Còn bản sàn thì văng tâm. Toàn gỗ là lòi cả. Toàn gỗ lòi đúng không? Là tầm 1 tỷ mới bán đó. Dạ. Thế cháu hãy giới thiệu cho mấy người khách á. Họ thì không có điều kiện để đến đấy để xem. Cháu thì đi coi cụ thể trực tiếp. Đúng rồi. Cái tầng trên này mấy khi lên nữa hay chứ hay quét cũng đủ sức rồi. Mà ở cái dưới này là hẳn mát nhất. Ở trên nữa thì bố con em Nghĩa xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Các bác đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào từ kênh YouTube của em Nghĩa nha.